Hoa hậu dáng mi gây sốt khi diện đồ bơi khoe vòng một bốc lửa, ai tin đây là vóc dáng của mỹ nhân U50. Không khí những ngày hè nóng bức ai ai cũng chỉ muốn diện đồ bơi, thả mình vào dòng nước trong xanh, mát lạnh nơi xứ biển, hồ bơi. Hàng loạt mỹ nhân Vis đều chọn cho mình những bộ bikini khoe được tối đa lợi thế về hình thể. Không ngoài cuộc đua, mỹ nhân U50 dáng mi cũng vừa đăng tải loạt ảnh dạo biển trong bộ đồ bơi quyến rũ. Điểm được chú ý nhất là body cực thon gọn, đường cong ấn tượng và vòng một căng tràn của hoa hậu đền hùng chặt chém, chẳng kém dàn mỹ nhân 8x, 9x. Ở độ tuổi 49, dáng mi vẫn giữ, cho mình thói quen ăn uống điều độ vừa tập thể dục thể thao để giữ gìn sắc vóc. Nhờ vậy, hoa hậu đền hùng luôn có mặt trong danh sách top mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt. Trong những ngày nghỉ lễ, hoa hậu dáng mi cũng có những giây phút thư giãn bên bờ biển xanh. Điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả là body cực thon gọn của mỹ nhân này, dù đã ở ngưỡng U50. Thời tiết mùa hè ở Phú Quốc đẹp và yên à, sau khi hết giãn cách xã hội, Giáng My du ngoạn nhiều nơi và thường xuyên chia sẻ ảnh các danh lam, thắng cảnh để khuyến khích mọi người ủng hộ ngành du lịch nước nhà. Tuổi tác chưa bao giờ là yếu tố cản trở hoa hậu đền hùng Giáng My khi mặc bộ đồ bơi bốc lửa. Nhìn những hình ảnh này, người hâm mộ chỉ biết suýt xoa và khen ngợi. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.